Xin chào mà tất cả bạn đã quay trở lại với cái trái nồ của mình. Tình hình là máu đi làm về mấy bạn, nói chung là rất là mệt luôn, đói bụng lắm mấy bạn ơi. Đói bụng quá mà dạo này sao mấy bạn thấy tôi ốm không? Dạo này ốm quá mấy bạn, thức đêm suy nghĩ nhiều quá, ăn uống thất thường quá, nó ốm quá mấy bạn ơi. Còn xương sườn khương sống không chứ còn cái gì nữa đâu. Máu đi làm về dở tủ lạnh ra, nói chung bữa nay chủ nhật ha, bữa nay chủ nhật đúng rồi. Ở nhà ông chú đồ làm rất là nhiều món luôn, về dở ra thấy một cái món rất là ngon luôn các bạn. Quyết định mình đem ra mình review cho anh em xem thử. Cái này là không phải của tôi nha, chú tôi làm cái gì? Bún mắm nêm, nói chung là đặc sản quê mình đó bạn. Quyết định là đem ra review cho anh em xem thử luôn. Nói chung món này nó rất là ngon luôn các bạn. Để mình soi cam cho các bạn xem thử nha. Mồ hôi rồi nóng quá. Đó, mấy bạn thấy không? Cái này là mắm nêm, cái này là chỉ có hình như là ở quê tôi đặc sản Ninh Thuận mấy bạn. Mấy vùng khác cũng có nhưng mà không biết nó như thế nào mấy bạn. Thấy không? Cái này là đồ của chú tôi mấy bạn. Đồ của chú mà lấy ra rì quyên thiệt đó mấy bạn. Cái này bún mắm nêm nè, còn này là thấy không? Cái này rau để chúng ta ăn bún rồi mấy bạn. Xoài ai khắc cái tên hy trong đây ta. Sắc tên hy nó mới ghê. Rau nữa bạn, đó. Còn này bún. Xong bắt đầu cái đây là cái gì? Má đầu heo đúng rồi, cái này là tai heo hay cái gì mấy bạn. Đó, nói chung là nhìn cái mùi, thử cái mùi thôi là đã thấy nhức nách rồi bạn. Bữa nay mình sẽ quyết định mình sẽ cái gì vậy? Mình ăn, mình review thử cho anh em xem, không biết là quê anh em nó có cái món này không. Ok, bây giờ mình sẽ lấy bún bỏ vô dĩa mấy bạn. Đó không? Món này ăn cũng rất đơn giản luôn, đặc sản Ninh Thuận mấy bạn, không phải giỡn đâu nha. Không? Lấy bún bỏ vô dĩa nè. Mấy bạn thấy quay camera sau nó ok không? 4K chứ ít gì. Mà quay camera trước nó không ok cho lắm, không? Bún mình bỏ vô dĩa xong bắt đầu mình lấy cà, cái này là cà đúng rồi, cà dưa leo, không? Rau mình bỏ vô. Đói bụng quá bạn ơi. Đi làm cả ngày đi ăn uống, nói chung mà chưa giờ này chưa ăn uống gì nó đói lắm. Mình làm công nhân nha bạn. Đó, bỏ chút cà chút đồ vô, trời ơi tao thứ nào chịu nổi nữa. Bỏ cà bỏ đồ vô cho nó gọi là cho nó nhiều nhiều vô cho nhìn cho nó đẹp mấy bạn. Xong bắt đầu mình sẽ bỏ cái này là tai heo này không? Cái này hình như là tai heo hay gì mấy bạn ơi. Tôi cũng biết nữa không. Cái này của chú tôi. Bỏ tai heo sao nó cứng như ta? Hình như là chú bỏ trong tủ lạnh hay sao nó cứng như ta. Đó. Bỏ vô. Xong bắt đầu chúng ta lấy nước mắm này chúng ta trộn lên, các bạn nhìn thấy đã không? Quá hấp dẫn luôn đúng không? Trộn mắm vô nè. Đó. Tôi nhìn tôi kích thích sao mấy bạn à. Kích thích quá, kích thích luôn. Nó thơm lắm. Biết ăn thì nó thơm mà không biết ăn thì nó hơi cái mùi nó hơi khó chịu, hơi kinh kinh đó mấy bạn. Đó, bây giờ mình ăn thử nha. Ok, mình đã trộn xong rồi mấy bạn. Đồ nhìn nó rất là ngon đúng không? Mấy bạn thấy ngon không? Quá ngon luôn. Nè, thêm chút xíu mắm nêm gì nữa. Thứ nào chịu nổi cái món này mấy bạn? Không có thứ nào chịu nổi cái món này. Nó hử mùi nó thơm đó các bạn ơi. Rồi xong là trang quá nhiều rồi, nó nở y như nước mắm vậy các bạn. Đó, cái này là hình như là tai heo. Đúng rồi, tờ. Nước miếng nó chảy ra quá trời chảy đúng không? Này mời các bạn nha. Đó thấy không? Để gần gần nè mời các bạn nha. Rồi, âm chưa? Âm rồi đúng không? Mình ăn miếng coi. Ăn miếng tai heo coi các bạn. Quá ngon à. Cái này cà các bạn à. Cà giòn à. Ăn món này chúng ta phải có cà các bạn. Ngon các bạn ơi. À, lâu lâu lắm ở quê mới gõ được mắm nêm vô đây mới ăn được cái món này. Chứ bình thường đâu được ăn đâu các bạn. Đây nè, cái này là rau. Nói chung là không thể nào mà kiềm chế được. Tao nói nó ngon, nó hơi, nó đã gì đâu các bạn. Chuẩn bị mình quất nè mấy bạn. Không, nãy giờ mình review cho anh em đồ ăn, đồ anh em mình mời anh em ăn rồi, bây giờ mình chuẩn bị quất nè. Đũa này là đặt riêng cho tôi mấy bạn. Không, xài đũa này không à, chắc chơi người dơ đã xài đũa này không à. Đũa này cũng dài gấp hai lần cái đũa kia chứ không phải giỡn đâu. Cái món này thật sự nó rất là kích thích luôn các bạn. Ngon lắm mấy bạn ơi, đặc biệt là mấy bạn nữ khoái ăn món này. Ừ.
lâu hơn rồi mới ăn được mắm nêm các bạn. Cái này là cái tai heo nè, đó nhìn rất là ngon đó các bạn. Dưa leo đi làm về rất là đói luôn, dỡ tủ lạnh là thấy đồ ăn là khoái liền, quá ngon. Trang mình trang nhiều nước mắm quá, nhiều nước mắm quá nó ấy mấy bạn, nhiều nước mắm quá nó nhiều, nó mặn quá. Cái món này theo mình được biết là Ninh Thuận mình là đặc sản, mà không biết vùng mấy bạn có món này không, mình không biết. Quá ngon các bạn ơi. Quá đã, quá ngon. Mình đổ nhiều mắm quá nó mặn quá bạn ơi, nhiều mắm quá. Ngon lắm. Cái này tai heo này mời bạn nha. Ây da, trời. Gần rớt luôn rồi. Rồi xong luôn. Tai heo này bạn ơi, nhìn nó rất là đã luôn không? Cắn thử nè. Thứ nào chịu não đó. Ngon lắm bạn ơi. Còn này cà nè, món này phải có cà ăn nó mới ngon được. Ngon lắm đó. Cà nè, trang nhiều nước mắm quá nó mặn quá. Trời ơi trời, ta nói nó ngon, nó phê, nó đã gì đâu mấy bạn ơi. Đây, tai heo. Không biết ở vùng mấy bạn có cái món này không? Cái đó mình không biết. Mà Ninh Thuận của mình cái này là đặc sản á, ăn lúc nào cũng phải kèm theo cà, ướt mắt hết luôn à, mùa hao đổ quá ướt mắt các bạn. À quên, bữa nay thấy mặc áo máu ghê không? Ở sau áo có in hình cái chữ cú đấm thép chứ không phải giỡn không ạ. Đặt hai cái được, định cho sang TV nó cái mà mấy bữa nó đi Sài Gòn mà nó chưa ghé lấy mấy bạn. Bữa nào mình sẽ ghé đem lên ha. Hai cái cho sang cái mình một cái. Quá mặn rồi. Uống miếng nước mấy bạn, mời bạn uống nước nha. Trời ơi trời, nó đã quá đã luôn. Đây nè, cái áo nó có cái gì ở trước, nó có dòng chữ YouTube này, đẹp không các bạn? Mình gửi online mà bữa giờ nó mới đem tới nhà. Sau là cái chữ sang TV, không? Quá chắc luôn đúng không? Còn ở sau mình là áo của mình là cú đấm thép. Bữa nào rảnh đem lên tròn sang. Nó quá mặn mấy bạn ơi, mình đổ quá nhiều nước mắm luôn. Thấy không? Ăn nó quá mặn luôn. Bữa giờ ăn từ lên từ bậy không? Bữa nay mới ăn được ăn món ngon mấy bạn. Đây là tai heo nè. Đó. Quá ngon. Đây cà mấy bạn.
thông báo mấy bạn chuyện này rất là buồn các bạn. Hiện qua mình đi ra quán net mình xác nhận lại má pin đó các bạn. Bữa giờ mình xác nhận hụt 3 lần rồi đó để rút tiền á, nhưng mà mình ngày qua mình ra bán đếm mình xác nhận lần cuối cùng lại hụt tiếp mấy bạn. Thì lần cuối cùng mình xác nhận hụt thì cái số tiền mà như là 300 mấy chục đô, 320 mấy đô của Google AdSense á mất hết mấy bạn. Là cái số tiền 300 mấy chục đô là từ lúc mình làm YouTube tới giờ á, 300 mấy chục đô của AdSense là mất hết, không lấy được đồng nào hết mấy bạn, xác nhận bị hụt á. Đó, còn từ bây giờ chắc mình sẽ vô network các bạn. Vô network. Mình chứng minh mình dần mình mờ quá, bởi vậy mình không có xác nhận được, mình mượn chứng minh của bạn mình xác nhận nhưng mà nó hụt 3 4 lần luôn, mất tiền các bạn ơi. Là mấy tháng trời coi như là mất hết. Đó, thì tháng sau mình sẽ vô net điều quân các bạn. Thì mấy bạn xem clip của mình, mấy bạn thấy quảng cáo xuất hiện quảng cáo, mấy bạn coi ủng hộ mình nha. Đó, chỗ quảng cáo mình nó cài vô mấy nút vàng vàng ở chỗ video mấy bạn, tới cái đó nó sẽ xuất hiện quảng cáo á. Có rất là nhiều bạn kêu mình lập trang donate, thật sự mình nói chung là thật sự mình đã lập trang donate rồi, nhưng mà mình suy nghĩ hoài là mình quyết định là mình bỏ trang donate mấy bạn. Anh em thì ai đi làm cũng khó khăn vất vả hết. Không, mình đã đăng lên trang donate, mình có bỏ gắn phần mô tả rồi nhưng mà mình đã gỡ xuống rồi. Thì nếu mà anh em nào có lòng tốt thì các bạn cứ xem quảng cáo cho mình, các bạn không mất tiền mà các bạn mất thời gian 20-30 giây hay là 1-2 phút gì đó. Đó là cách các bạn ủng hộ mình nó chân thật và thực tế nhất. Còn mà chuyện mà donate tiền rồi chắc là mình không nhận đâu các bạn. Đó, cảm ơn tất cả các bạn đã có lòng donate cho mình. Đó, các bạn donate cho mình là các bạn coi quảng cáo với mình, đó là vui rồi các bạn. Không tốn tiền, chỉ tốn thời gian mấy bạn 1-2 phút thôi. Đó. Bây giờ mình sẽ ăn hết chỗ này các bạn, quá mặn à. Lâu lâu ăn đặc sản Phan Rang các bạn. Quá mặn. Làm miếng xài nè. Xài mà chấm với cái này thứ nào chịu nổi nữa. Cam rõ. Đây nè. Cái này mắm nêm này nha mấy bạn. Đó. Phan Rang mình kim mắm nêm, không biết ở mấy bạn kim mắm gì. Ngon. Xài mà chấm dưới này thôi, khỏi không phải bàn mấy bạn ơi. À quên, nãy giờ quên mà các bạn, xài quá ngon. Nè các bạn, để gần cho bạn xem này không. Đó, thử cái mùi là nó muốn lên não hả. Nhiều khi nghĩ cũng may mắn, mình mặc dù không lấy được tiền của YouTube nhưng mà kênh của mình đã bật được kiếm tiền rồi. Còn sang thì lên 110 mấy ngàn sốt rồi nhưng mà kênh bị mất, xóa bỏ chức năng kiếm tiền luôn các bạn, rất là buồn luôn. Nhưng mà sang vẫn cố gắng đăng clip cho mấy bạn xem, quá cố gắng nữa các bạn. Nếu như mình là mình quá nản luôn á, lấy nút bạc rồi nhưng mà không có nhận được 1000 của YouTube, nó quá nản luôn các bạn ơi. Bởi vì làm YouTube nó không sướng ít gì đâu mấy bạn ơi. Mấy bạn xem được thì mấy bạn xem, còn mấy bạn cảm thấy không thích thì mấy bạn đừng có chửi bới rồi ha. Nghe rất là buồn luôn các bạn. Các bạn cứ nghĩ đi, làm ra 100 mấy chục ngàn sub rồi, rất là vất vả luôn không, nhưng không lấy được ngàn nào của YouTube hết. Gặp mình quá nản luôn á. Bản thân mình vẫn chưa lấy được tiền của YouTube, nhưng mà mình đã bật kiếm tiền, trước sau thì mình cũng lấy được. Mình chỉ mất 300 mấy chục đô bên Google AdSense thôi, còn bao nhiêu sau mình sẽ lấy bên net Điền Quân mấy bạn, mình sẽ vô network Điền Quân. Đó là những gì mình tâm sự với mấy bạn. Còn bây giờ thì cái này nó gọi là nó mặn quá, mình ăn không nổi các bạn ơi. Mặn quá. Ăn thử miếng miếng cà nữa.
ngon. Máu đi làm về là vô tình mở tủ lạnh ra nhặt được bí kíp luôn các bạn. Thì hôm nay mình review cái món gọi là bún bún mắm nêm của đặc sản của Ninh Thuận mình á ha. Không biết ở quê mấy bạn có hay không. Đó. Ăn nó rất là ngon luôn, mặc dù ăn không quen thì cái mùi mắm nêm hơi kinh kinh chút xíu nhưng mà nó rất là ngon nha các bạn. Đó, cảm ơn tất cả bạn đã xem clip của Cú Đấm Thép. Nếu các bạn thấy yêu quý mình thì đừng quên để lại cho mình một like, một lượt đăng ký kênh nè. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Bây giờ thì ăn xong rồi, bây giờ mình vô mình đi ngủ các bạn, mai đi làm tiếp. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những cái clip tiếp theo nha. Bye bye.